Cô xin chào các em. Hôm nay cô sẽ ôn tập cho các em về cách vẽ biểu đồ đường. Các em chuẩn bị dụng cụ, tập, sách giáo khoa, bút chì, thước thẳng, tẩy. Chúng ta sẽ bắt đầu vẽ. Chúng ta quan sát đề bài dựa vào bảng 22.1, vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở đồng bằng sông Hồng. Các em quan sát bảng số liệu. Các em mở sách giáo khoa bài 22. Chúng ta chuẩn bị dụng cụ để chúng ta bắt đầu vẽ biểu đồ đường. Các em thực hành theo cô. Chúng ta quan sát bước thứ nhất, chúng ta sẽ vẽ hệ trục tọa độ vuông góc gồm có trục hoành và trục tung, ghi chú các đại lượng. Bước 2, chúng ta sẽ lấy tỷ lệ chuẩn vẽ theo bảng số liệu. Thứ nhất, chúng ta xác định tọa độ các điểm. Thứ hai, nối các điểm thành đường biểu diễn. Thứ ba, dùng ký hiệu ghi chú các đại lượng. Thứ tư, đặt tên biểu đồ. Chúng ta bắt đầu vẽ. Các em vẽ theo cô. Chúng ta dựng hệ trục tọa độ. Các em lưu ý dựng trục đứng không sát lề đỏ, trục ngang không sát mép tập phía dưới, từ lề tập bên dưới đi lên các em ít nhất chừa 2 dòng. Chúng ta căn cứ vào tỷ lệ biểu đồ vào bảng số liệu để chúng ta đưa vào tỷ lệ biểu đồ cho phù hợp. Chúng ta ghi chỉ số ở hai đầu trục. Trục đứng chúng ta ghi là phần trăm, trục ngang là 5. Như vậy căn cứ vào tỷ lệ thì chúng ta sẽ đặt 100% ngay góc, mỗi khoảng cách là cách 5%. Đối với trục ngang chúng ta đặt năm 1995 ngay góc, cách ra 3 năm là năm 98, cách 2 năm là năm 2000 và cách tiếp 2 năm là năm 2002. Chúng ta chú ý lấy tỷ lệ biểu đồ cho phù hợp và chính xác. Chúng ta bắt đầu vẽ. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ biểu đồ đường thể hiện dân số. Các em quan sát. Năm 95 là 100%. Năm 98 là 103,5%. Năm 2000 là 105,6%. Năm 2002 là 108,2%. Chúng ta đánh dấu tọa độ, sau đó chúng ta nối lại thành một đường biểu diễn. Đây là đường biểu diễn dân số. Chúng ta sang vẽ đường thứ hai, đó là đường sản lượng lương thực. Các em quan sát. Năm 98 là 117,7, năm 2000 là 128,6, năm 2002 là 131,1. Chúng ta nối các điểm lại với nhau thành đường biểu diễn sản lượng lương thực. Các em đã làm theo kịp chưa ạ? Này, chúng ta tiếp tục sang vẽ đường thứ ba, đó là đường bình quân lương thực theo đầu người. Năm 98 là 113,8%,
Năm 2000 là 121,8%, năm 2002 là 121,2%. Tương tự chúng ta nối các điểm lại thành đường biểu diễn bình quân lương thực theo đầu người. Như vậy chúng ta đã thể hiện đầy đủ ba đường biểu diễn. Chúng ta sang bước tiếp theo. Đó là chúng ta sẽ lập bảng chú giải và ghi tên biểu đồ. Đường thứ nhất chúng ta vẽ, đó là chúng ta vẽ đường tăng dân số. Đường thứ hai chúng ta vẽ là sản lượng lương thực. Đường thứ ba chúng ta vẽ là bình quân lương thực theo đầu người. Các em có thể sử dụng màu sắc khác nhau để chúng ta chú thích, hoặc chúng ta chú thích bằng ký hiệu. Các em đã theo kịp chưa? Chúng ta đã hoàn thành bài này xong thì chúng ta sẽ có một cái bài tập để chúng ta thực hành thêm. Các em quan sát bảng chỉ số tăng trưởng của gia súc và gia cầm. Phần này chúng ta cũng vẽ biểu đồ đường thể hiện chỉ số tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm của nước ta thời kỳ 1990-2002, nêu nhận xét và giải thích nguyên nhân. Như vậy, cô vừa ôn tập cho các em phần vẽ biểu đồ đường. Các em cố gắng luyện tập. Cô xin chào các em. Hẹn gặp lại các em ở phần sau.